giờ phải tụi tụi lấy tóc ớt này cân đeo mình buông bằng mày. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã đến lại quay lại kênh Bắc Cạn TV. Hôm nay là ngày nghỉ mùng 2 tháng 9 và cũng là ngày trùng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày Tết cổ truyền của dân tộc Tày. Anh em bạn bè chúng tôi lâu ngày không gặp nhau nên là hôm nay có làm mổ một con ngan, một con gà, ăn uống anh em lâu ngày gặp nhau, làm món tiết canh ngan. Đây là ngan và gà là gia đình tự nuôi được nha các bạn nhá. Toàn ngan sạch nuôi bằng ngô và thóc. Đây cho các bạn xem mà, đây là nhà có vườn rất rộng, nuôi tăng ra gà vịt để cải thiện hàng ngày, không nuôi tăng trọng, nuôi cám bằng ngô thóc, tối gà ngủ trên cây. Đây, con gà thì đã được lạp sạch lông nha các bạn nhé. Bây giờ đây, con ngan là vì là chính sách của YouTube thì không cho quay cảnh máu me và giết mổ động vật nên là mình sẽ không quay cảnh cắt tiết con ngan. Ngan sau khi được cắt tiết thì nhúng xuống nước sôi và nhổ sạch lông. Cách tiết canh thì mình đã hãm xong rồi các bạn ạ. Thì nữa mình sẽ chia sẻ bí quyết cách hãm tiết canh ngan hoặc là vịt cho các bạn cùng xem. Thánh tiết canh này mà không thành công mất vì danh hiệu. Sao về luôn? Mất danh hiệu thì đúng. Chưa này, chưa này có ai vào không? Đây, con ngan sau khi đã được nhổ sạch lông thì sẽ đem thui qua rơm nha các bạn nhé. Thứ nhất là thui qua rơm để nó sạch hết các lông tơ mà mình không thể nhổ hết được. Thứ hai là cho con ngan sẽ có mùi vị thịt sẽ thơm ngon hơn. Theo kinh nghiệm của các cụ ngày xưa truyền lại là như vậy. Ngan sau khi thui xong thì sẽ tiến hành rửa sạch bằng nước nhé các bạn nhé. Làm thật sạch sau đó rồi sẽ mổ và chế biến món ăn. Okay.
Đây, Nga là sau khi được sổ sạch sẽ trông rất đẹp các bạn. Ở đây sẽ tiến hành lọc thịt. Đầu tiên là cái cổ, cổ thì sẽ cắt ra đem luộc lên để rồi băm ra để chế biến làm nhân tiết canh. Cộng thêm hai miếng thịt sườn ngực. Hai miếng thịt ngon nhất. Thịt thịt trâu nhỉ? Ngon nhỉ. Thịt con Nga này trông rất là ngon. Trông như là thịt trâu các bạn. Có. Cứ bưng ngày bình thường còn thế. Tối kia gọi thì chạy bao thằng gọi bị ăn rằm. Không làm thì chạy thịt thôi. Đây là nồi cổ cánh lòng mề và hai miếng thịt lọc để luộc lên sau đó băm là làm nhân tiết canh. Đây, tôi đang tiến hành lọc thịt ra để làm món xào lăn. Ngan xào lăn nha các bạn nhé. Con ngan này rất là béo, rất là nhiều thịt các bạn ạ. Con ngan rất là to, 5kg. Và phần bộ xương thì sẽ làm món canh xương với lại rau răm. Món ăn đi kèm với bún sẽ rất tuyệt vời. Tôi đang tiến hành lọc thịt ngon ra để làm món xào lăn nha các bạn nhé. Món xào lăn thì bao gồm các gia vị như là sả và ớt. Thái nhỏ ra rồi ngâm tẩm gia vị với lại muối, mì chính. Ướp trong khoảng 10 phút rồi chúng ta mang lên xào lên. Ta sẽ có được món xào lăn. Sau khi thái xong sả và ớt, chúng ta sẽ đem trộn với thịt mà chúng ta đã lọc ra để tẩm ướp với một số gia vị khác để trong khoảng 10 phút chúng ta sẽ xào. Sau khi đã lọc hết thịt thì chúng tôi đang tiến hành chặt bộ xương ra để làm món canh xương xào rau răm. Món này sẽ ăn kèm với bún. Bún là bún tự làm của đồng bào dân tộc Tày trên vùng Bắc Cạn chúng tôi. Rất là ngon các bạn ạ.
bộ lòng mề, tim gan với lại cái cổ với lại hai miếng thịt ngực. Sau khi đã luộc chín xong thì chúng ta sẽ tiến hành băm thật mịn. Các bạn lưu ý là phải tiến hành băm thật mịn để ăn nó mới ngon các bạn ạ. Không thì xương thì ăn sẽ hơi khó nhai. Trộn thêm một ít lá rau với những khóm chó cho mùi vị thơm các bạn ạ. Vậy là món nhân của chúng ta đã hoàn thành. Sau khi tiến hành băm nhân xong thì chúng ta sẽ cho ra đĩa các bạn ạ. 3 đĩa đi. Con ngan này rất là nhiều thịt cho nên là chúng ta làm được làm 3 đĩa. 3 đĩa rất là to. Rất là nhiều nhân. Và nhiều nhân ăn mới ngon các bạn ạ. Tính toán. Đây mình sẽ chia sẻ bí quyết cách hãm tiết canh ngan và vịt. Ngan vịt thì giống nhau các bạn ạ. Tỷ lệ là 1 muôi nước mắm thì sẽ tương ứng với lại 20 nước sôi để nguội. 1 kg thịt thì chúng ta sẽ cho 1 muôi nước mắm và nước tương ứng. Ví dụ con ngan 5 cân thì chúng ta sẽ làm 5 muôi nước mắm, lại 10 muôi nước sôi để nguội. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắt tiết ngan xuống, trực tiếp xuống. Chúng ta không cần, lưu ý là chúng ta không cần đánh nha các bạn nhé. Để nó tự nhiên. Nhiều là nó tiết sẽ đông, sẽ hỏng tiết. Sau khi nhân xong thì chúng ta sẽ pha thêm nước luộc thịt. Chúng ta vừa rồi luộc cổ cánh lòng mề ấy. Pha thêm vào tiết mà chúng ta đã hãm. Cho thêm thật nhiều mì chính nhé các bạn nhé. Để cho với tỷ lệ làm sao mà nó vừa với nhân của chúng ta là được. Đây là chúng ta hơi ít tiết các bạn, nhiều nhân. Nhưng mà không sao, nhiều nhân thì càng ngon các bạn ạ. Như vậy là chúng ta đã tiến hành làm xong một món tiết canh ngan. Chúng ta cùng sẽ thưởng thức hương vị tiết canh ngan. Mình nghĩ là sẽ rất ngon các bạn ạ. Cho thêm đầy đủ gia vị và là sẽ là tuyệt vời. Sau đây chúng ta sẽ cùng chế biến tiếp món là ngan xào lăn. Sau khi tẩm ướp gia vị khoảng độ 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ tiến hành cho chảo lên bếp, cho lửa thật to, cho chảo thật nóng, rồi chúng ta sẽ cho mỡ xuống, rồi chúng ta sẽ tiến hành đổ cho thịt xuống, rồi cho các gia vị như là mắm muối mì chính làm sao cho nó phù hợp với khẩu vị của chúng ta là được. Tiết mục chế biến của anh em chúng tôi đã xong. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển sang tiết mục quanh chén. Trông rất hấp dẫn các bạn ạ. Ba đĩa tiết canh rất là to. Để đây nhá. Đây. Xin mời. Đây.
mò đấy à? Mấy khi có dịp giờ lên lên rồi đây. Quân mời gọi lên. Nào mà chụp con nhá. Nào, đây vào đây nhá. Đây vào đây cùng với đây. Anh em nhỉ? Nào, ngồi lắm rồi đấy. Ngồi xin mời cả nhà nhá. Ê, ơi. Em ơi, xin mời anh em nhá. Mời các bạn nhá. Tết này trên tư mình mới có. Một việc của chúng tôi. À, tuyệt vời. Này quá. Những người. Thôi nha, mời anh em đi, mời ra đi đi. Xin mời đi. Được, ngon đấy. Cái hôm ăn trên nhà dư ngon rồi nhỉ? Làm một đĩa nhỉ? Một đĩa. Tiến thì mới có tiết canh. Cái trái của anh Nam đâu? Chịu. Xin mời đi. Bắt lên chứ. Nắm đấy. Nhưng mà phải nhìn nhá, nhìn đủ đấy. Đây là tự lấy tiết là hoàng cắt tiết. Hòa cắt tiết hôm nay. Hòa ăn đi, hòa ăn đi. Đi nào. Hơi dục. Muốn tiếp canh ngon cho các bạn nhớ. Thêm mũi chanh, rau thơm. Còn chiếu lạc các bạn. Này có thêm ít lạc ít tiêu là tuyệt vời. Có tiêu đây Hào ơi, cho ít tiêu xuống. Có. Cho thêm ít tiêu. Tiếp. Chỉ là bây giờ mới sóng, bây giờ đang ớt. Anh em bổ ra quả chanh nhé. Bổ quả chanh thế, ăn 2-3 đi cái canh, chanh rốt rồi đấy. Vừa đấy chứ. Đấy kia, dạ, bắt chanh mà tái đi luôn. Tái đi luôn, tiếp luôn đấy. Ăn đâu bắt đấy, đừng bắt nhé. Nào, ăn nào, ăn nào, ăn mồm to ạ. Không muốn thối nhá. Ấy, chuẩn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quay này. Ngon, tuyệt vời. Quá ngon. Chúng tôi xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cân đồng theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Tuyệt vời.